phía bên trong dưới vỉa hè đây, rất nhiều phôi khế rất nhiều. Cái hồng xiêm đây đó, đứng trong cột đồng hồ đó, hồng xiêm này, hồng xiêm chơi của miền Bắc mà chơi đẹp ngang Vũ Xương miền Nam quá. Nước da bệ cân quả không thua kém gì đâu. Vũ sữa phôi rất nhiều quả. Phía này thì có vẻ là lép vế hơn vì là địa thế nó không đẹp mà để vỉa hè. Xưa rất nhiều quả. Thế khu vực phôi các bạn. Liễu. Cần thăng. Đây còn hồng xiêm nữa. Sắp hết pin rồi. Đôi xi Nhật. Bộ ba xi Nhật. Sinh nhật đây, liễu đây, quá xà đồng uống sữa này ghê quá. Rất nhiều khế. Hát chả con mè này. Mè quá, nhìn cái da này, da nó có bị làm sao đây này. Đấy. Gì đây? Nhót các bạn. Nhót. Với nhót thì phải. Giờ quay cái ổi này. Mai quay tiếp không có gì thì hết pin rồi các bạn. Đẹp chưa các bác? Ổn nha. Cái ổi này bao tiền đấy à? Đấy ơi, 37 triệu. Cái cây trong đấy á, 37 triệu. Ổi ta đây.
Rất quá. Quái ghê nhỉ. Hưng Yên hả? Ở đâu đấy? Ở Hưng Yên ạ, hay ở đâu đấy? Sơn Tây. À, Sơn Tây. Sơn Tây mà cái ổi hay quá nhỉ? Nhiều. Này quả lủng lẳng ấy hay lắm. Sơn Tây. Sơn Tây cũng là dân chơi cây đây. Vinh Sam này cũng đẹp này. Thế còn cây Linh Sam này thì bao nhiêu? 150 triệu lúa này. Rất là nghệ thuật. Ra. Vâng. Ok, tí ra đấy. Xăm lũ ơi. Vâng. Định xăm lũ đây. Linh xăm lũ. Xăm 50 triệu. Đây, dân trường sẽ có điện ảnh để quay phim với nhau. Sân khấu đấy, con ổi này, quái quái này khai thác ở đâu ấy. Quay này phải nói lên chứ không nói thì tùy cây quá, đang mải quay quá, tùy cây tí nữa nói chuyện. Không, mình quay lên xong mình phải nói lên vào lời video chứ. Vâng, thì nó mới đang ngắm tí đã. Bác Bình. Nhà mình tên là Bình hả bác? Mình tên là Bình hả anh? Mình tên là Bình à? Không, cái này là anh mua lại. À. Rồi đẹp đấy. Cái này vừa bảo 25 triệu nhỉ? 25 triệu. Ổi này là ổi Đông Dư hay là ổi gì không biết? Ổi Đông Dư hay ổi gì đây? Giống ổi ổi găng à? Ổi găng đương nhiên. Quả nhỏ đẹp. Con kia thì hay hơn. Mỗi con một dáng, con kia hay hơn. Tay tán đó, hay. Đấy. Đôi ổi. Khế cổ, khế quê hương này. Tên là quê hương. Vì sao lại tên là quê hương bác? Quê hương là chụp khế ngọt. À. Thế đấy. Con này thì đang là giá là bao nhiêu đấy? 220. 220. Nhưng mà đúng là khế ngọt luôn hay là khế chua? Khế chua. Đấy. Quê hương là trùng khế ngọt. Đúng rồi. Khế ngọt thì không mấy người chơi. Nhưng mà nó là khế chua. Đấy. Chua nhưng mà ngọt hơn cả ngọt đấy. Khế chua. Cái chua thì mới chơi chứ. Này mà đại gia gặp đúng rồi. Quê luôn 220 là gì?
chính xác. Kê cái này vào vườn này của một đại gia rồi. Nếu mà gặp đại gia thì không cần tiền, quan trọng là thích là thế. Là quất. Nó chủ lăn tăn đến tiền. Đúng rồi, thì đã lăn tăn thì khó mua lắm. Lăn tăn thì khó mua lắm. Lăn tăn thì chỉ đi xem thôi. Rồi. Đẹp. Hôm nay nữa. Hôm nay cũng của nhà mình rồi anh. Con này thì kỹ rồi, kỹ hơn rồi. Bệ ghê gớm ấy. Chà mi. À rồi. Con này thì bao nhiêu anh? Con này 101. 101. Con này thì về là chơi luôn được rồi. Con kia lại gấp đôi tiền con này. Đấy. Quay lại con ổi kìa. Con linh sàng. Thích con linh sàng này. Hai. Con này hay. Này rất hay. Bệ. Bệ đây. Bác nào ra xem thì ra Mỹ Đình nhá. Hỏi bên phía khu vực vỉa hè là có những cây rất là hay, chỉ hay hơn cả khu vực trung tâm kia. Xem lúa rất sạch sẽ. Đấy. Xem là bác ấy hỏi cái gì nè. Đấy là cái chua cái ngọt không? Cái chua. Không phải bao tiền này. Không phải đó. Rất thu cục. 50 triệu. Điền đấy đúng không anh? Điền. À, đẹp như này. Phân chi rồi. Đây rồi. Nói chung là hôm nay dạo đi hơi nhiều. Lại các bác ngày mai nhá.